Ừ. Bấm cho nó cái Dễ gì? dễ thì cái lên cho, cầm tay nó dễ dễ cho nó thấy. Nó không đã người ta tự viết mà vẽ gì. Này ta tự làm mà. Không có ai dạy đâu, thấy cái tập cái viết là cầm đó, viết viết vô. Không hề biết. Lần đầu tiên cầm viết là vẽ vô luôn. Vẽ vô đây nè con. Đó. Máy lên thôi. Nè, đó, người ta vẽ nè. Kìa ngồi vẽ nha. Thiên Hoàng mới có 1 tuổi à. Cầm cái giấy vẽ rồi mà chưa ai chỉ. Em mới là bài thơ Lục Bát Quái. Cha biết lúc tính chưa về ở Em nhà đất đang trống thầu nắng thuê đất cày lục bình nở nhất cả đó. Anh cây. Đêm nay chú Tám sang đây tâm tình lục tình mình à, đêm nay bác Tám sang đây tâm tình thôi đọc lục đi đừng có tình hát ruộng đất nhà mình thâu rồi hát cả hai chú bác thình lình ghé qua nắng lục ngâm rượu của cha mẹ kêu bác Tám lấy ra giường tới cửa đánh lục chặn đường bác Tám hốt hoảng rồi chuồn cửa sang nắng lục đầu đỏ phóng hoa Này chưa hề Tám luôn á, thấy cuốn cầm tập gậy này chỉ dễ vậy đó, lo thấy lo giỏi làm không? mẹ hỏi đánh lục có hen bác Tám cầm gậy chọc kèn chẳng xong lục bình mẹ hỏi thấy không trả lời bác Tám chẳng mong kiếm tiền Mới có 1 tuổi nắng à, lục thấy cuốn tập sách đỏ viết tự nhiên cầm vẽ nắng luôn mới lục quay hạ nè, xuống giỏi chiều không, đêm biết viết bác gì nữa, Tám ngói không mẹ trời đêm biết cánh ai rừng dạy cho nữa. nắng lục trú ở góc mùng bác Tám thấy vậy cầm thù bắt luôn không hiểu sao làm ra bài thơ mà quá ác đúng là lục bát quá ác.